chào tất cả các em. Tiết học đầu tiên của lớp 7 mình đó chính là tiết lý thuyết cách phòng tránh chấn thương trong thể dục thể thao. Trước khi bước vào bài thì cô sẽ nói sơ qua nội quy lớp của mình cần thực hiện nhé. Thứ nhất là trang phục đúng quy định, thứ hai là đi học phải đúng giờ, và thứ ba là ra vào lớp thì chúng ta phải xin phép, và thứ tư đó chính là tập luyện nghiêm túc tích cực. Nội quy cực kỳ đơn giản dễ thực hiện đúng không các em? Và nội dung lớp 7 mình học gồm có các nội dung sau. Thứ nhất là bài thể dục với cờ. Thứ hai đó chính là nội dung đội hình đội ngũ. Thứ ba là chạy nhanh. Và thứ tư đó chính là chạy bền. Thứ năm đó chính là môn bật nhảy. Và thứ sáu đó chính là môn đá cầu. Đá cầu cũng là một trong những nội dung thể thao tự chọn, như là bóng đá, bóng chuyền cũng là thể thao tự chọn tùy theo tình hình của trường mình mà chúng ta học. Các loại chấn thương thường gặp trong thể dục thể thao đó chính là gì? Đó chính là chặt cổ chân, bong gân, rồi đau khớp gối, giãn dây chằng gối. Trong bóng đá thì chúng ta có thể là gãy chân. Và các môn như là đá cầu, cầu lông thì có thể là lật sơ mi là cổ chân. Chạy bền thì có hiện tượng thở dốc sốc không, gãy xương cổ tay, cánh tay. Và các loại chấn thương khác như là bong gân, chặt khớp, rồi phồng chân, sóc hông, vân vân, rất nhiều loại chấn thương. Vậy để bảo vệ chúng ta không bị chấn thương thì chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải khởi động thật kỹ trước khi tập luyện, làm nóng cơ thể lên. Thứ hai là chúng ta không ăn uống quá no trước khi tập luyện. Nếu chúng ta ăn thì chúng ta ăn trước khoảng 30 phút khi tập nha các em. Và thứ ba là mình sẽ làm gì? Không nên tắm khi vừa tập xong. Lý do mình tập luyện thì đổ mồ hôi rất nhiều, lúc này lỗ chân lông của chúng ta đang giãn ra, khi chúng ta tắm liền thì nước sẽ hít vào rất dễ bị bệnh. Và thứ tư đó chính là chúng ta không xô đẩy đùa giỡn khi tập. Khi bạn đang chạy bền, bạn đang chơi trò chơi, bạn đang chạy nhanh hoặc là các nội dung học khác mà chúng ta gài chân, chúng ta xô đẩy bạn, chúng ta lấn bạn thì rất dễ xảy ra chấn thương. Thứ năm đó chính là mình phải thả lỏng sau khi tập xong, thả cơ ra cho cơ được nhẹ nhàng thoải mái và không bị nặng cơ, ì cơ, và giảm bớt các loại đau nhức trong quá trình tập luyện. Vậy là tiết học hôm nay chúng ta đã biết được các loại chấn thương cũng như cách để phòng tránh chấn thương. Các em nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.